Thưa quý vị và các bạn, mua chuộc bằng đô la, gái đẹp, biệt thự, xe hơi không thành, quân đội Mỹ đã dùng những màn tra tấn cực kỳ dã man đối với ông Hai Thương. Chỉ trong 3 tháng, 10 ngón chân của ông lần lượt bị bẻ gãy, hai chân bị cưa tới 6 lần, cụt đến qua đầu gối. Thậm chí, chúng còn có ý định tháo khớp háng để phục vụ cho việc thí nghiệm trong y học nước Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo quãng đời hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày và những chiến công sau năm 1975 của tình báo Hai Thương. Trong quá trình bị bắt giam khi trở ra từ biệt thự Hoa Hồng, chúng dùng đủ mọi đòn tra tấn dã man để nhằm khai thác thông tin từ ông. 6 lần cưa chân của giặc Mỹ khiến tôi không thể nào quên được. Để bắt đầu cho việc hành hình tôi, chúng trói chặt tôi lên chiếc bàn rồi bẻ gãy hai ngón chân út khiến tôi đau đến tận tim. Ông Thương nhớ lại. Sau đó, chúng bắt đầu dụ dỗ tôi, nhưng đáp trả lại những câu hỏi của chúng, tôi chỉ im lặng và nhận mình là Nguyễn Trường Hân, là lính đào ngũ, chứ không phải là Nguyễn Văn Thương, tổ trưởng giao liên tình báo miền Nam, như lời tên phản gián Chiến Cá chỉ điểm. Tiếp đó, từ cách mấy ngày, chúng lại đến thẩm vấn tôi và lần lượt 10 ngón chân của tôi kêu rắc, đứt lìa, máu chảy đầm đìa. Khi bẻ xong 10 ngón chân, chúng dùng gậy đập nát hai bàn chân để tôi không thể tiếp tục làm tình báo. Những ngày thương thảo bất thành, việc đầu tiên của chúng là dùng mọi biện pháp buộc tình báo Nguyễn Văn Thương ký vào tờ giấy đồng ý tháo khớp. Ý đồ của chúng, lấy chữ ký của ông làm chứng cứ biện minh cho tội ác tày trời mà dư luận sẽ phản ứng sau khi đã gây ra. Người Mỹ rất thẳng thắn khi họ công khai, luôn cho Thương rằng nếu mày không khai thì chúng tao sẽ cưa chân mày, để sau này mày chỉ còn biết ở nhà đuổi gà. Tình báo Thương phản ứng, thét vang cả văn phòng. Tôi không ký gì cả. Chúng bảo ký, ông nói không biết chữ. Vậy điểm chỉ nhé, tên trung tá nói. Vết thương tôi đã lành, tôi có thể đi lại như người bình thường, hà cớ gì các ông tháo khớp? Tình báo Thương trả lời. Vừa dứt lời, tên tình báo Mỹ lên tiếng. Tôi cùng nghề với anh, tuy hai người ở hai trận tuyến khác nhau, nhưng tôi rất nể phục anh. Anh đừng quá cứng đầu như thế, sẽ không tốt. Anh nghĩ thế nào khi đôi chân của anh phải bị tháo khớp, sau đó cưa? Vừa nói, tên này vừa đưa bàn tay xuống đùi mình, di chuyển từng đoạn ngắn để minh họa. Ngay lúc đó, một tên chiêu hồi ra vẻ tội nghiệp cho tình báo Thương bày mưu. Ông Thương nè, ông cứ giả vờ hứa hẹn bâng quơ để kéo dài thời gian. Biết đâu trong thời gian ấy, ông sẽ nghĩ lại và đồng ý chỉ căn cứ của phòng tình báo miền đổi lấy mạng sống. Ông còn vợ mới cưới nữa mà, bộ ông không thương vợ con ông sao? Nguyễn Văn Thương hùa tay gạt phăng. Tôi là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính. Tôi thất học, có sao nói vậy, không biết kiếm cớ để trì hoãn. Tên trung tá Mỹ cho toán lính xếp hàng, tên đứng đầu hàng cầm roi mây sáng bóng dí vào mặt tình báo Thương gằn giọng. Mày nói vết thương lành rồi, để tao xem có đúng không nhá. Nói xong, tên này quất thẳng liên hồi gần chục cái vào đùi, chỗ vết thương đang kéo ra non của ông. Đứa này quất mỏi tay thì đứa khác vào thay. Đùi bấy nhầy, máu túa ra mỗi lúc một nhiều. Tình báo Thương cắn răng chịu đựng, không hề có tiếng kêu la suốt mấy giờ đồng hồ. Lúc này chúng lại chuyển sang hình thức tra khảo khác. Tên trung tá Mỹ sai người gọi nhóm bác sĩ vào tiêm thuốc. Lúc ấy tình báo Thương nghĩ rằng chúng sẽ tiêm thuốc mê, chuẩn bị cơ chân. Loại thuốc gì mà không mê cũng không tỉnh, người lâng lâng khó chịu vô cùng. Sau đó dùng dây cột chặt tay, chân, mình vào thành bàn cưa. Ông nghe rõ một một tiếng cưa kéo sèn sẹt. Lúc vào đến xương thì có âm thanh ken két rợn người. Ông lịm đi. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên bập vào mắt Thương là ống chân phải quấn băng vấy máu. Bàn chân phải đã mất. Bàn chân của người giao liên đã phải trả giá để giữ gìn bí mật cho tổ chức. Người Mỹ để cho ông khoảng nửa tháng để nghỉ ngơi, chờ vết thương lên da non. Nhưng cứ vào lúc vết thương bắt đầu liền ra thì hai Thương lại được đem đi tra tấn. Tôi như một con vật mà họ đem ra thí nghiệm, hai Thương thuật lại. Lần thứ nhất, chúng cưa mắt cá bàn chân phải. Lần thứ hai, cưa bàn chân trái. Cứ thế trong hơn 3 tháng, Mỹ lôi ông ra cưa chân tổng cộng 6 lần. Khi các vết thương ở bàn chân chưa lành, ông Thương tiếp tục bị quân Mỹ cưa chân. Mỗi lần bọn chúng cưa một đoạn, chúng cưa bằng găng tay, khi thì chỉ vài cm, khi thì một đoạn. Mỗi lần Mỹ cưa một đoạn và luôn lặp lại một câu hỏi. Có phải Nguyễn Văn Thương không?
nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Một buổi sáng mây đen và vần vũ, ai đó cố tình kéo tấm rèm che cửa. Nguyễn Văn Thương tỉnh dậy, cả người ê ẩm, đau buốt ở đùi. Đưa tay xuống mới biết đùi trái đã ngắn gần sát hông rồi. Mình đã bị cưa 5 lần rồi sao? Để xem chúng còn làm trò gì nữa, Tình Báo Thương tự hỏi. Một tên bước vào ghé vào tai ông Thương nói khẽ, ông có cần nhắn tin về cho gia đình không? Tình Báo Thương im lặng. Và lần thứ 5 bị cưa chân, một thứ thuốc gì đó được tiêm vào người khiến ông lơ mơ, giọng ai đó rất quen. Anh Hai Thương, anh Ba Trần tìm gặp anh kìa. Nghe, nhưng Tình Báo Thương không phản ứng gì, lại giọng nói ấy. Anh Sáu Dân hẹn đồng chí ở đâu mà sao giờ còn nằm đây? Đồng chí vừa được đề bạt lên cụm phó, phải uống rượu mừng à nghen. Đến lúc này Tình Báo Thương kịp nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của một người đã có thời gian cùng ông ra vào ấp chiến lược, lại một tên chiêu hồi. Hắn lợi dụng lúc ông nửa tỉnh nửa mê để khai thác. Nguyễn Văn Thương đủ tỉnh táo để không nói thêm một câu chữ nào. Lúc ấy ông còn nghe rõ thằng Mỹ nói, một sinh vật bằng thép, chúng ta đã thua nó rồi. Sau khi cưa chân lần thứ 5, chúng đưa Tình Báo Thương lên giường kẽm, cột chặt và đẩy sang một căn phòng lớn hơn. Ông tự hỏi, có lẽ chúng lại cưa chân mình lần nữa chăng? Mà có thêm vài lần nữa cũng chẳng ăn thua gì. Tình Báo Thương đã nghĩ vậy. Nguyễn Văn Thương là hình ảnh đại diện cho sự dũng cảm, hy sinh của những chiến sĩ giao liên tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là anh hùng lực lượng vũ trang của quân đội Việt Nam. Nhưng ông cũng là nhân chứng sống của sự tàn bạo của CIA Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đối với tù binh mà họ quen gọi là Việt Cộng. Mặc dù lúc tiến hành những bước của cái gọi là tra tấn tân thời kiểu Mỹ đối với Nguyễn Văn Thương, Hiệp định Geneva về đối xử với tù binh chiến tranh đã được ký kết, còn nước Mỹ là một trong những thành viên đặt bút ký vào bản hiệp ước này. Một buổi chiều, đột nhiên có một bác sĩ người Việt ghé lại phòng giam thăm Hai Thương. Những phút trao đổi ngắn gọn giúp ông hiểu rằng ngày hôm sau người Mỹ quyết định sẽ tháo khớp háng của ông. Nếu họ làm vậy, ông sẽ chết. Và ông không được quyền im lặng mãi như vậy, vì ông có quyền phản đối khi người Mỹ tra tấn tù binh bằng sự vô nhân đạo như suốt quãng thời gian qua. Người bác sĩ nói, tôi là một bác sĩ và tôi biết trong giải phẫu điều gì sẽ đến nếu họ tháo khớp háng của ông. Người bác sĩ đó cho hay, Hai Thương nhớ mãi, đó là một bác sĩ người miền Bắc vượt Trường Sơn và Nam chiến đấu bị bắt làm tù binh. Người Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa phát hiện ra chuyên môn của người này quá giỏi nên đã sử dụng lại trong việc cứu chữa những người lính bị thương của họ. Đúng như tiên liệu, ngày hôm sau người Mỹ tiếp tục lôi Hai Thương lên bàn mổ và tuyên bố sẽ thử nghiệm tháo khớp háng của ông. Cũng tên trung tá tình báo Mỹ hôm trước xuất hiện, lần này giọng sức láo của hắn đã biến đâu mất, thay vào đó là giọng nhỏ nhẹ, từ tốn và có chút cảm thông, hắn bảo, qua 5 lần bị cưa chân nhưng chúng tôi vẫn không khai thác được gì ở ông. Bây giờ chúng tôi cũng không cần ông nữa, nhưng ngành y khoa Mỹ rất cần. Một bác sĩ tiếp lời, trong quá trình điều trị cho lính Mỹ, chúng tôi kết luận binh lính thường mắc bệnh khớp do không quen khí hậu ẩm ướt. 5 lần cưa chân, chúng tôi thấy khớp của ông rất thuận lợi cho việc nghiên cứu. Bây giờ chúng tôi cần anh để nghiên cứu về sự hủy hoại các chất nhờn của khớp, các vi khuẩn thấp khớp. Đó là gợi ý của chúng tôi. Ông có thể từ chối nếu không đồng ý đóng góp cho khoa học. Ngay lập tức, Hai Thương phản đối phương pháp tra tấn tù binh mà họ áp dụng đối với ông trong thời gian qua, không đồng ý để họ tháo khớp háng. Cũng ngay lập tức, vị bác sĩ người Việt xuất hiện lên tiếng phản đối việc dùng nhục hình tra tấn tù binh. Ông ta nói rằng nếu người Mỹ tháo khớp háng của Hai Thương, ông sẽ ra trước công luận để phơi bày mọi chuyện. Viên bác sĩ người Mỹ nổi giận, ngay lập tức túm cổ, bạt tai và đuổi vị bác sĩ người Việt ra khỏi phòng tra tấn. Tuy nhiên, lời đe dọa phơi bày mọi chuyện của vị bác sĩ người Việt đã khiến người Mỹ biết lo sợ. Trong lần thứ 6 cắt chân của Thương, họ đã chùn tay khi bỏ ý định tháo khớp háng nhưng quyết định cắt chân Thương tới bẹn. Cái nhìn thẳng căm thù của Tình Báo Thương vào mặt bác sĩ khiến tên trung tá điên tiết lệnh cho bác sĩ. Nào, các ông vào việc đi, cưa sát chân trái của nó, chỉ chừa lại 7 phân xương đùi. Liền sau đó Tình Báo Thương thấy lâng lâng, không tỉnh cũng chẳng mê. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tình Báo Thương biết mình đang nằm tại Bệnh viện Cộng Hòa với đùi trái sát hông. Một thời gian sau, Hai Thương mới biết người bác sĩ đó đã chết. Ông đã bị những kẻ muốn xóa bỏ bí mật tra tấn tù binh kiểu Trung Cổ này lôi đi, đánh vỡ tim và vùi mất xác. Họ không để lại một nhân chứng để có thể góp phần minh chứng cho tội ác của họ. Hai Thương nhớ lại, trong nhiều ngày, chúng đã cưa chân tôi 6 lần và đây là quãng thời gian đau đớn khủng khiếp nhất.
Mỗi lần chuẩn bị cưa, chúng lại áp dụng nhiều thủ đoạn tra tấn tâm lý kéo dài sự căng thẳng, kéo dài sự đau đớn, đánh hết lại cưa, cưa xong lại chữa, gân lành lại cưa. Có đợt cưa xong chú lại đưa tôi ra làm vật thí nghiệm cho bác sĩ Mỹ thực tập. Cứ như thế, chúng cưa nhiều lần, cưa nhiều đoạn, và cho đến lần thứ 6 thì tôi đã vĩnh viễn mất đi đôi chân. Dù nhiều lần chết đi sống lại, ngất lịm giữa vũng máu cả ngày trời, nhưng ông Thương vẫn cắn răng chịu đựng vì một niềm tin vào đảng. Chỉ cần tôi khai ra nhiều cơ sở bí mật của quân ta sẽ bị bại lộ và việc đó hoàn toàn bất lợi. Tôi thà chết chứ nhất định không hợp tác với giặc, không bao giờ bán nước, ông Thương khẳng định. Thiếu tá anh hùng Nguyễn Văn Thương kéo ống quần chỉ vào vết thương sát bẹn trái. Hãy tưởng tượng hình ảnh một con lật đật, nếu không là lời khuyên của bác sĩ đó và CIA đã tháo khớp háng của tôi. Khi đó cơ hội sống sót của tôi rất ít vì mất máu. Trong số ít cơ hội sống sót thì tôi cũng không thể ngồi để tiếp chuyện các bạn như hôm nay. Khớp háng nếu bị tháo, nếu tôi may mắn sống thì cũng không thể ngồi đuổi gà như người Mỹ tuyên bố trước khi bắt đầu cắt đôi chân giao liên này. Hai Thương nói rằng ông còn nợ người bác sĩ tù binh ngày nào một lời tri ân cứu mạng. Đợi vết thương lành hẳn, ông Nguyễn Văn Thương được đưa về nhà giam Hố Nai. Trong thời gian ở đây, mặc dù đã mất đôi chân, vết thương rỉ máu, nhưng ông vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng, viết truyền đơn gửi cho anh em trong nhà tù. Mỹ biết được liền đưa ông vào phòng biệt giam, nhốt trong một chiếc thùng sắt 3 tháng trời, nơi mà người tù binh bình thường khó chịu đựng nổi qua 15 ngày. Chưa lâu sau, ông lại bị bọn chiêu hồi chỉ điểm và bắt nhốt vào trong container suốt 3 tháng ròng. Thiếu tá Mã Xuân Huy tuyên bố, không trị được mày thì tao sẽ từ chức. Giữa năm 1969, tại trại giam tù binh Hố Nai, bụi mù mịt, những hàng rào dây kẽm gai chằng chịt, phía ngoài là lố nhố bóng đàn bà trẻ con, phía trong là những thân hình tù binh đánh đập đến nát bét, giam cầm đến tàn tạ. Một cuộc thăm tù ngăn cách bởi đám lính ôm súng mặt hầm hầm và hàng rào kẽm gai dày mấy lớp sắc nhọn. Một thân hình người lê lết bằng hai cánh tay gầy gộc lăn trên nền đất đầy sỏi, hai chân bị cắt cụt ngủn. Anh đang cố với những bước tay thật nhanh ra phía hàng rào kẽm gai. Đất cát nhem nhuốc cả gương mặt, cả thân hình người đang bò như lăn lông lốc. Một tù nhân khác thấy vậy chạy ào ra, cõng anh lên vai để anh có được tầm nhìn cho rõ. Cánh tay vẫy cao với tiếng gào to khi thấy người phụ nữ nhỏ thó đang đứng ngoài hàng rào. Còn đứa bé trai thì cố luồn qua hàng rào thép gai dày đặc, chui qua chân lính gác để vào sân tù. Liêm ơi, ba nè con, Tư ơi, anh đây nè. Tiếng gọi của người cha, người chồng nghe đến xé lòng giữa âm thanh ồn ào thăm nuôi. Thằng bé vừa chui lọt vào, bị ngay mấy thằng lính nắm lấy đầu, lôi sành sạch vứt ra ngoài hàng rào. Bàn tay người cha chỉ còn kịp giữ miếng phô mai đầu bò có in đều hàng răm trẻ con, cắn nhẹ lưu dấu theo lời má nó để chuyển cho ba. Cả trại giam ngước nhìn, người tù lành vội cõng người tù cụt chân quay lui. Nước mắt chảy ướt khuôn mặt nhem nhuốc của người tù tàn tật, có cái hồ sơ ngắn ngủi, vài dòng lý lịch mang tên Nguyễn Trường Hân. Hình ảnh người vợ ôm chặt đứa con nhỏ nhoi đứng giữa đám bụi mù bên ngoài hàng rào dây kẽm gai vẫn mãi mãi in hẳn trong trí nhớ của ông. Trước đó vài tháng khi rời nhà, chồng Tư Em vẫn còn kịp cười rất tươi với vợ, rít vội điếu thuốc thơm trước khi nhanh chân chìm mình vào đêm. Mấy tháng sau gặp lại, người chồng mà cô rất mực kính phục, vốn cao 1m7, đang lê lết trên sân trại tù. Năm 1970, chúng lại đưa ông xuống tàu ra nhà lao Phú Quốc. Ngày 14 tháng 2 năm 1973, giặc mới trao trả tù binh, Nguyễn Văn Thương được đưa đi an dưỡng ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa với cấp hàm chuẩn úy. Một thời gian ngắn sau, ông tiếp tục công tác trong ngành tình báo. Sau giải phóng, ông về Nam và tham gia vào ban quân cảnh lĩnh vực tình báo. Tại Đảng ủy Trung ương Tình báo Mỹ, khi đang làm công tác tiếp quản, tình báo Thương nhìn thấy Trung tá Xuân, người từng đối đầu với mình ở nhiều trận khép nép đi vào. Hắn đến để làm gì? Trình diện chăng? Một dấu hỏi to tướng trong đầu tình báo Thương. Trung tá Xuân vào đề. Tôi biết tại đảo Guam và một vài đảo lớn, nhỏ ven biển Phú Quốc, Hà Tiên là nơi huấn luyện cất giấu vũ khí và bạch phiến. Tôi giúp các ông để lập công chuộc tội. Tình báo Thương như mở cờ trong bụng chú ý lắng nghe, tên Xuân chậm rãi. Ông có nhớ hai người, một người Việt, một người Mỹ đến gặp ông lúc trước? Ừ, tôi có nhớ, rồi sao?
một người là CIA, nổi tiếng tên là Pat, còn người đi cùng tên là Bách, bí danh là Bách Nhạn. Tôi đã từng có mặt trên chuyến tàu ra đảo cùng hai người này và tướng Nguyễn Khắc Bình. Đến đây, tình báo thương chìa ra tờ giấy trắng yêu cầu Trung tá Xuân viết cặn kẽ và vẽ vị trí các hòn đảo. Nhận thấy Trung tá Xuân khá thành khẩn vì biết tội của hắn sẽ không được khoan hồng nên cố làm gì đó để lộc công chuộc tội. Tình báo thương báo cáo với thủ trưởng. Sau khi thẩm tra lời khai, thủ trưởng giao nhiệm vụ cho tình báo thương thành lập lực lượng, bắt đầu bí mật mở cuộc truy tìm Đại tá Bách. Trung tá Xuân tỏ ra rất hào hứng khi được cùng tình báo thương lên đường làm nhiệm vụ. Hai chiếc tàu đánh cá với hai tiểu đội cho chiến dịch truy bắt Đại tá Bách và đồng bọn nhanh chóng được bố trí, chờ lệnh xuất bến. Đêm ấy, ngồi bàn lại kỹ phương án tác chiến, thấy tình báo thương đi lại quanh căn phòng bằng đôi nạng gỗ, Trung tá Xuân tỏ ra ân hận dày vò. Ông thương nè, đến bây giờ tôi mới cảm phục ông. Ông đã chịu đựng mất mát và hy sinh quá nhiều. Nhìn lại tôi thấy mình quá hèn hạ. Hôm sau, màn đêm buông xuống trên mặt sông Sài Gòn, tình báo thương chống nạng xuống tàu. Mặc dù trước đó mới từ ngoài Bắc vào, tình báo thương được phép về thăm gia đình, nhưng ông một mực phải dành thời gian cho công việc sau hãng tính. 9 giờ sáng hôm sau, tàu đã cập mũi Cà Mau. Tình báo thương lệnh cho hai tàu len vào giữa hàng chục chiếc tàu đánh cá, vừa để tránh sự dòm ngó, vừa xác định hướng vào một hòn đảo nhỏ. Theo như mô tả qua hình vẽ của Trung tá Xuân, đó là một hòn đảo nằm giữa vùng biển Hà Tiên, Kiên Giang, cách đất liền khoảng 100 km. Ngọn hải đăng dần hiện ra, gần thêm chút nữa, trên mỏm đá có một người trong bộ đồ màu vàng đi đi lại lại. Tên Xuân nói với tình báo thương, ở đó có một ngôi chùa nhỏ, chúng cho lính ăn mặc áo nhà sư để ngụy trang. Tên Xuân còn thông tin thêm, ngôi chùa này xây dựng từ rất lâu, từ khi chọn các đảo làm nơi trung chuyển thuốc phiện, chúng đã thủ tiêu các sư sãi để lấy chùa làm nơi hoạt động. Tên Xuân ra lệnh cho tàu cập sát mép đảo rồi tiến thẳng đến chỗ người mặc áo vàng. Tình báo thương nhìn tên mặc áo nhà sư với bắp tay to đùng, gương mặt hầm hầm như trực chờ ăn tươi nuốt sống ai đó, vẻ mặt ông đầy lo lắng. Quay ra sau, Xuân nói khẽ, các ông cứ để tôi. Xuân chào tên mặc áo nhà sư theo kiểu nhà binh, giọng đĩnh đạc rất tướng. Không nhận ra người quen à? Tên kia ngờ ngợ, cúi đầu chào Xuân miễn cưỡng. Báo với đại tá là tao cần gặp ông ấy có việc gấp. Lúc này tên kia mới nhớ ra, liền cười, nói đúng nghĩa là anh em lâu ngày mới gặp lại. Trời ơi, Trung tá ăn mặc thế này làm sao em nhận ra được? Thôi, Trung tá chờ ở đây nha, em vào báo cáo liền. Kế hoạch tiếp cận đã thành công, tình báo thương quay sang gật đầu với Xuân tỏ ý thán phục. Theo tên Xuân, từ ngoài vào đến chỗ đại tá Bách khá xa, đủ thời gian để bố trí lực lượng. Sau khi quan sát kỹ, ngoài tên vừa mới quay đi không còn ai canh gác xung quanh, tình báo thương ám hiệu cho hai tiểu đội lập tức di chuyển lên đảo và áp sát các vị trí quan trọng. Đại tá Bách tay bắt mặt mừng khi gặp lại cấp dưới. Tưởng chú em dù rồi. Tên Xuân gật đầu, làm mặt khổ. Nói thật, cực chẳng đã phải đi đường biển, từ đất liền ra đây suýt chết mấy lần đó đại tá. Thế ông tướng sao rồi? Đại tá hỏi tiếp. Tướng Bình cũng ở lại vì phải giải quyết một số việc, cùng đi đường biển với em. Ông tướng mệt, còn nằm ở dưới tàu đấy. Đại tá Bách hối. Ta đi gặp ổng chút rồi mình cùng lên đường, tàu Thái Lan đang đợi chúng ta ngoài kia. Lời tên lính cưng của tướng Nguyễn Khắc Bình khiến đại tá Bách tin răm rắp. Tình báo thương nghĩ bụng, thằng này gan quá. Tên Xuân cùng đại tá Bách đặt chân lên tàu, bỗng tên này khựng lại rồi lùi về phía sau. Ba đồng chí từ khoang tàu lao đến quật ngã đại tá Bách, tước hai khẩu súng từ chiếc dây thắt lưng chỉ trong nháy mắt. Nằm lăn cành dưới sàn tàu, hắn ngước mặt nhìn về phía tên Xuân hỏi, có chuyện gì vậy Trung tá Xuân? Xuân bước ra ngoài thở phào, nhường chỗ cho tình báo thương. Sự xuất hiện của tình báo thương với cặp nạng gỗ khiến hắn giật mình sửng sốt. Định chuồn hả đại tá? Tình báo thương chĩa súng về hắn. Trước mặt hắn là người đã từng bị hắn tra tấn và cùng CIA cưa chân 6 lần. Tình báo thương lên tiếng. Đại tá không tin tôi, còn có thể đi được đúng không? Tôi đi được, rất vững và đi để bắt ông đây, ông Bách. Mấy năm sau giải phóng, ông về nhà chăm lo hạnh phúc cho gia đình và vợ con. Năm 1978, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, chuẩn úy Nguyễn Văn Thương.
Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hàng chục năm sau, khi đôi chân đã vĩnh viễn xa rời một con người, ông vẫn thường hỏi, không biết những người Mỹ đó đã vứt những bộ phận cơ thể của ông ở đâu? Hay là họ đã làm gì để kỷ niệm? Ông hay tự cười và hỏi, những năm tháng cuối đời, thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương sống với vợ và hai người con và những người cháu. Ông minh mẫn, di chuyển lanh lẹ trên xe lăn, nói chuyện dí dỏm, tham gia nhiều chương trình, kể lại cho lớp trẻ về hành trình mà mình đã trải qua. Ông cũng truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết, yêu tổ quốc, cống hiến cho nhiều thế hệ đời sau.